Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023 của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Trên thế giới, tại Trung Quốc, giá heo hơi hôm nay dao động trong biên độ hẹp, nhiều nơi dừng giảm trở lại, miền Bắc có dấu hiệu tăng giá. Giá lợn hơi tại 11 tỉnh trên cả nước tăng, 3 tỉnh giảm, các tỉnh còn lại ổn định. Tỉnh có giá trung bình thấp nhất là Tân Cương, giá lợn trung bình là 6,25 nhân dân tệ kg tương đương 39.000 đồng trên kg, tỉnh cao nhất là Quảng Đông, với giá lợn trung bình 7,6 nhân dân tệ trên kg tương đương 46.000 đồng trên kg, thị trường khó khăn trong việc bán thực phẩm và các sản phẩm thịt lợn vẫn còn. Các doanh nghiệp giết mổ không có động lực cao để nhập kho. Các doanh nghiệp giết mổ hôm nay vẫn còn khó khăn trong việc nhập nguồn hàng thịt lợn do thị trường tiêu thụ đang ở mức thấp. Hiện tại ở các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông và một số doanh nghiệp chế biến thực phẩm khác vẫn xảy ra hiện tượng dừng kế hoạch thời gian tới. Nhìn chung, giá lợn hơi hôm nay biến động trái chiều tăng giá chủ yếu ở thị trường miền Bắc còn lại một số tỉnh vẫn giảm nhẹ, phía thị trường tiêu thụ vẫn kém tiềm năng, lợi nhuận vẫn chưa đạt kết quả khả quan, hàng tồn kho đông lạnh của các công ty giết mổ duy trì ở mức cao, phía doanh nghiệp thu hẹp khối lượng xuất chuồng, dự kiến giá lợn ngày mai hoặc sắp tới vẫn dao động hẹp. Tại Việt Nam, giá heo hơi hôm nay mùng 3 tháng 7 ổn định trên cả nước, giá dao động trong khoảng 58.000 đến 64.000 đồng một kg. Giá cao nhất là 64.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 62.000 đến 64.000 đồng 1 kg. Mức giá tại miền Bắc được ghi nhận là cao nhất cả nước và ở mức 64.000 đồng trên kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại miền Bắc không ghi nhận biến động mới. Trong đó, các địa phương bao gồm Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình và Vĩnh Phúc giao dịch cùng mức cao nhất khu vực với 64.000 đồng trên kg. Heo hơi tại các địa phương còn lại được thu mua, với giá trong khoảng 62.000 đến 64.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất 58.000 đồng trên kg, giá giao động trong khoảng 58.000 đến 63.000 đồng trên kg. Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk duy trì thu mua heo hơi với giá thấp nhất khu vực là 58.000 đồng trên kg, trong khi đó, 63.000 đồng trên kg là mức giao dịch cao nhất khu vực được ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa. Các địa phương còn lại thu mua với giá trong khoảng 59.000 đến 62.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam trong khoảng 58.000 đến 61.000 đồng trên kg. Theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Nam đi ngang trên diện rộng. Theo đó, heo hơi tại hai tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng được thu mua với giá thấp nhất khu vực là 58.000 đồng trên kg. 59.000 đến 61.000 đồng trên kg là khoảng giá được ghi nhận tại các địa phương còn lại. Với mức giá này thì, dù giá thức ăn chăn nuôi vẫn còn cao, nhưng thời gian gần đây đã hai lần hạ giá, nên người chăn nuôi vẫn có lãi tốt. Với giá heo hiện nay, mỗi con heo, sau khi xuất bán người chăn nuôi có thể lãi khoảng trên dưới 1 triệu đồng trên con. Giá gia cầm hôm nay, giá gà lông trắng trứng lại. Theo nhiều thương lái thu mua gà ở Hà Nội, Hòa Bình, giá gà lông trắng hôm nay bán ra, tại các trại vẫn giữ ở mức khoảng trên dưới 25.000 đồng trên kg, giá gà loại sai trên 3,5 kg trên con bán buôn, tại các trại gia công cao nhất mới đạt 27.000 đồng trên kg. Giá gà trắng bán tại các trại phía Nam duy trì, ở mức từ 22.000 đồng đến 24.000 đồng trên kg. Với giá bán dưới giá thành như hiện nay, các chủ trang trại đang bị thua lỗ nặng giá gà lông màu bán tại các vùng Đông Nam Bộ từ 34.000 đồng đến 36.000 đồng trên kg. Giá gà lông màu tại các vùng miền trung cao nhất khoảng 37.000 đồng trên kg. Giá gà ta lò bán tại trại ở các vùng Bắc Giang, Hưng Yên khoảng trên dưới 60.000 đồng trên kg. Giá gà mía sơn Tây bán tại trại ở các vùng Hà Nội, Hòa Bình cao nhất đạt trên 75.000 đồng trên kg. Giá gà nòi bán tại các vùng Đồng Nai, Bình Dương từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng trên kg. Gà Minh Dư tiếp tục duy trì khoảng giá từ 52.000 đến 69.000 đồng trên kg. Gà Di là từ 51.000 đến 53.000 đồng trên kg. Giá gà thả đồi nuôi theo hướng hữu cơ dài ngày bán, cho các cửa hàng thực phẩm sạch khoảng trên 100.000 đồng, đến 120.000 đồng trên kg. Giá vịt thịt hôm nay tạm trứng lại. Giá vịt hôm nay tạm trứng lại, giao động trong khoảng từ 45.000 đến 51.000 đồng trên kg với giá bán cao nhất được ghi nhận. Tại Đồng Nai với giá là 51.000 đồng 1 kg và thấp nhất ở Đắk Lắk. Phú Thọ tương đương mức giá 45.000 đồng 1 kg. Giá trứng gà hôm nay đi ngang, không biến động lên xuống ngày cuối tuần. Trong đó, giá trứng gà trắng dao động từ 1.800 đến 2.000 đồng trên kg. Giá trứng gà đỏ thấp hơn, có giá bán từ 1.700 đến 2.000 đồng trên kg. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay. Mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai xin chào và hẹn gặp lại